Trong những năm qua, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã có sự thay đổi rõ rệt, tỷ trọng sản phẩm đã qua chế biến ngày một tăng. Việt Nam cũng dần khẳng định vị trí nguồn cung sản phẩm chất lượng cao trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, làm sao để các doanh nghiệp phát huy năng lực sản xuất, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu? Đây là một trong những vấn đề được bàn luận sôi nổi tại Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2019 vừa diễn ra mới đây tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, vấn đề nổi cộm cần giải quyết trong công tác xuất khẩu hiện nay chính là cách thức tiếp cận thị trường với hình thức xúc tiến thương mại qua môi trường thương mại điện tử. Các chia sẻ về cách tiếp cận mới trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Đặc biệt, cần khuyến khích sự chuyển biến về tư duy và hành động của doanh nghiệp Việt Nam theo mô hình xúc tiến thương mại theo chuỗi giá trị, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu trung và dài hạn, có trọng tâm, trọng điểm và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số. Cái xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường thương mại điện tử cũng như là kinh tế số thì cũng là một trong số những cái ưu tiên của Bộ Công Thương cũng như là Cục Xúc tiến Thương mại nhằm là có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp. Hỗ trợ bằng cách nào? Hỗ trợ bằng cách là nâng cao kỹ năng, năng lực cho các doanh nghiệp, nâng cao cái hiểu biết về kỹ năng về xúc tiến thương mại, xúc tiến xuất khẩu. Kinh tế Việt Nam hiện phần lớn vẫn dựa vào xuất khẩu, vì vậy trách nhiệm của cơ quan nhà nước là làm sao duy trì được mức độ tăng trưởng xuất khẩu cao và bền vững. Nhưng sắp tới thì chúng ta phải tính đến cái hướng là phát triển tăng trưởng bền vững. Tức là tăng trưởng nó không chỉ dựa trên cái con số về kim ngạch hay là về tốc độ, mà nó phải dựa trên cái giá trị đem lại. Có thể là cái kim ngạch của chúng ta sẽ không tăng nữa, nhưng mà cái giá trị của chúng ta vẫn sẽ tăng. Tức là lúc đấy là cái hàm lượng giá trị gia tăng sản xuất ở Việt Nam nó phải có cái cao hơn. Trong thời gian tới, bên cạnh hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm, Bộ Công Thương sẽ thực hiện nhiều hơn hoạt động cung cấp thông tin thị trường, tư vấn xuất khẩu, kết nối giữa người mua và người bán để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế, các tập đoàn thương mại điện tử lớn nhằm gia tăng nguồn lực thực hiện xúc tiến thương mại cũng như mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam.